Tử vi tuổi Tỵ 2021, tiền bạc dư dôi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, dân gian xưa có câu đời là vô thường, thế sự khó lường. Quả thực, trong kiếp con người sẽ chẳng có ai đoán được ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Cuộc sống và vạn vật xoay quanh chúng ta từng giờ, từng phút luôn biến đổi theo không gian và thời gian. Không có bất kỳ một sự vật, hiện tượng nào là tồn tại vĩnh viễn. Đó chính là vô thường. Ngày hôm nay, cuộc sống của chúng ta có thể đang vui vẻ, hạnh phúc, tiền bạc đủ đầy. Nhưng ngày mai cũng có kẻ mất trắng bởi một tai ương nào đó xảy đến. Cũng chẳng ai nghĩ đến ngày hôm nay mình đã khổ cực, vất vả dưới trời nắng, trời mưa kiếm từng đồng cho gia đình. Nhưng ngày mai lại có thể nhận được tiền hay trúng số độc đắc. Cuộc sống này đem đến cho chúng ta nhiều điều bất ngờ và không có gì là không thể xảy ra. Theo các chuyên gia tử vi phương Đông, dựa vào mệnh số con giáp và ngày tháng năm sinh, cùng với sự xem xét, dịch chuyển của các sao chiếu mệnh, thì thấy được người tuổi Tỵ trong năm 2021 tới đây được rất nhiều các tinh chiếu mệnh, gặp được nhiều may mắn, thần tài che chở, ban cho vận may bất ngờ mà còn được cả thiên địa nhân cùng chúng mà phân lên như diều gặp gió. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Tỵ sẽ xảy ra những điều gì? Để có thể biết thêm chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của tuổi Tỵ trong năm 2021 Tân Sửu, kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Tử vi tuổi Tỵ năm 2021. Trong năm Tân Sửu, Lưu Liên và Thái Tuế tam hợp tạo thành bán hợp kim cục, mang tới vận khí cát lành ở nhiều phương diện cho người tuổi Tỵ, hứa hẹn một năm thăng hoa rực rỡ. Bản mệnh được long trì mang vinh hoa tới. Trong công việc, con giáp có những biểu hiện xuất sắc, chủ động học hỏi, biết nắm bắt thời cơ, ngoại giao tốt nên có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương năm 2021. Trên phương diện tài lộc, tuổi Tỵ gặp bán hợp kim cục, sinh vượng tài lộc, lại có thiên tài và thực thần hỗ trợ mạnh mẽ cho việc làm ăn, kinh doanh, cầu tài, cả thu nhập chính và phụ đều tăng lên đáng kể. Nhìn chung, bản mệnh có một năm khá dư dôi về tài chính, sức khỏe của bản mệnh trong năm nhìn chung cũng khá tốt, nhưng do bản thân sinh ra lưu niên nên khó tránh lúc đau yếu, bệnh tật, mệt mỏi kéo dài. Ngoài ra, bạch hổ hung tinh rình rập, chú ý đi lại, kẻo bị va chạm, xe cộ, té ngã bất ngờ, nhẹ thì qua loa, nghiêm trọng, có thể phải động đến dao kéo. Đặc biệt năm nay, có thiên khúc chiếu, đề phòng có tang chế, chuyện buồn thương trong nhà. Chính vì vậy, để có thể hóa giải vận hạn và tận dụng thời điểm tốt này, thầy Phong Thủy khuyên người tuổi Tỵ hãy mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài Thái Tuế. Pháp khí sẽ nghênh đón quý nhân, hóa giải hung tinh và từ đó mang cát lành, may mắn, bình an cho bản mệnh, sự nghiệp, quan vận. Thứ nhất, về công việc, sự nghiệp, gặp năm tam hợp Thái Tuế, người tuổi Tỵ như gặp được thiên thời, địa lợi, chỉ còn thiếu yếu tố nhân hòa là mưu sự lớn, sẽ thành, gặt hái thành quả rực rỡ trong năm. Năm 2021 là thời điểm lý tưởng để bản mệnh chú trọng, mở rộng phương diện ngoại giao, tăng cường giao lưu, tiếp xúc với người quyền thế. Khi thời cơ đến, họ sẽ là quý nhân nâng đỡ con đường thăng quan, tiến chức của bản mệnh. Cái thiếu của tuổi Tỵ nằm ở sự quyết đoán, nhất quán về mục tiêu và kế hoạch rõ ràng. Bản mệnh chỉ cần bổ sung điều này, chắc chắn sẽ thu về thành công rực rỡ. Ngoài ra, trong năm may mắn có long trì cát tinh cho mệnh, bản mệnh sẽ được tiếp thêm động lực, tinh thần phấn đấu mạnh mẽ hơn hẳn, thậm chí khát khao đến cháy bỏng, sẽ rất tốt cho những người tuổi Tỵ đã và đang muốn khởi nghiệp trong năm 2021,
tỷ lệ thành công rất cao. Yếu tố thiên thời, địa lợi đã có, nhưng bản mệnh vẫn cần một chút gì đó may mắn. Chính vì vậy, tuổi Tỵ hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, tam giác khai vận. Với năng lực tam hợp khí ở vòng sẽ giúp tuổi Tỵ đạt theo năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, chiêu tài lộc, chiêu cát lành và may mắn về cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang vòng tay bên mình, cờ giáp sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc hanh thông, quan hệ công việc dần tốt đẹp hơn. Thứ hai, về quan vận, lộ trình thăng tiến. Công việc của tuổi Tỵ trong năm có quý nhân phù trợ, bản thân lại phấn đấu không ngừng. Vì thế, không có lý do gì mà bản mệnh lại gặp khó khăn trên con đường thăng tiến. Thời cơ đã đến, quan lộ rộng mở thanh thang, hãy cứ đặt mục tiêu rõ ràng, bản mệnh sẽ biết cách để chinh phục thử thách và tiến tới thành công. Về tài lộc, tiền bạc, bán hợp kim cục thúc đẩy tài khí vượng, hỗ trợ rất lớn về mặt tài lộc, tiền bạc trong năm 2021 cho tuổi Tỵ. Lại gặp kim, sinh tài, lại có thiên tài các thần tương hỗ, làm ăn kinh doanh, phát đạt, làm nhiều, hưởng nhiều, tiền bạc lúc nào cũng sùng rình. Các nguồn thu nhập của tuổi Tỵ, dù là chính hay phụ, đều tăng lên trông thấy. Người làm công ăn lương, sớm được tăng lương, thăng chức. Người làm chủ, làm tư thì mua may, bán đắt, tiền bạc cứ thế đổ về túi. Tuy nhiên, có thời điểm thiên khắc hung tinh tác động mạnh về tinh thần, khiến cho tuổi Tỵ suy nghĩ tiêu cực về việc kiếm tiền, làm giàu, có xu hướng lười nhác, rất dễ để tiền tuột khỏi tầm tay. Hơn nữa bản mệnh còn phải chịu ảnh hưởng của quan phù hung tinh, cơ giáp sẽ có thể vướng vòng lao lý hoặc kiện tụng pháp luật nếu nảy sinh ý đồ làm ăn bất chính. Hãy nhớ kỹ điều này, kéo tới lúc đó tiền mất tật mang, kêu trời không thấu. Chính vì vậy mà các thầy phong thủy khuyên người tuổi Tỵ hãy sử dụng pháp khí của nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp bản mệnh xua đuổi những hung tinh và vận hạn xấu ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ giúp đỡ trong con đường sự nghiệp, kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Tình duyên, gia đạo. Tam hợp sinh tình, lợi cho tình duyên và gia đạo của tuổi Tỵ trong năm 2021. Người độc thân vượng đào hoa có nhiều cơ hội gặp gỡ và kết thân với đối tượng ưng ý. Tình yêu nhanh chóng nảy nở, hứa hẹn đám cưới hạnh phúc. Có điều, để đạt được điều đó, bản mệnh cần nhắc nhở bản thân chủ động hơn nữa trong chuyện tình cảm. Mọi thành công đều đến từ sự cố gắng. Trên đời không có bữa trưa miễn phí. Với các cặp đôi đang yêu, tình cảm tiến triển theo hướng tốt đẹp. Có điều, thiên khốc và bạch hổ hung tinh đôi khi lại khiến tâm tư biến đổi thất thường. Nếu không kiểm soát được cảm xúc để cái tôi của mình quá cao, đôi bên sẽ nảy sinh mâu thuẫn, khó mà tiến tới hôn nhân, hạnh phúc. Bên cạnh đó, các cặp vợ chồng có thể đón tin vui về chuyện con cái trong nhà. Hoặc nếu muốn sinh con năm 2021, hai bên có thể có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về mặt thể chất và tinh thần để đẻ con trong điều kiện tốt nhất. Cho nên để kích vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên người tuổi Tỵ hãy mang bên mình pháp khí phong thủy tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ, kích hoạt tình duyên và cải vận đào hoa cho bản mệnh trong năm. Về sức khỏe, trong năm Tân Sửu, dưới sự che chở của tam hợp quý nhân, xét về tổng thể, sức khỏe của tuổi Tỵ bình ổn, thể trạng tốt. Tuy nhiên, trong năm Tân Sửu, bản mệnh sinh ra lưu niên nên khó tránh lúc đau yếu, bệnh tật, mệt mỏi kéo dài. Ngoài ra bạch hổ, hung tinh rình rập, chú ý đi lại, kẻo bị va chạm xe cộ, té ngã bất ngờ. Nhẹ thì qua loa, nghiêm trọng có thể phải đồng chạm tới do kéo. Đồng thời trong năm còn có thiên khốc chiếu, đề phòng có tăng chế, chuyện buồn thương trong nhà. Đặc biệt năm 2021 có thực thần chiếu mệnh, bản mệnh liên tục được ăn của ngon, vật lạ, được mời tiệc tùng vì ăn uống quá tải, thức khuya nhiều mà tạo áp lực cho cơ thể. Theo đó cần ăn uống điều độ, điều chỉnh một số thói quen hàng ngày như đi ngủ sớm, dậy sớm, ăn ít, chia thành nhiều bữa, ăn nhạt hơn. Có như vậy, sức khỏe mới đảm bảo ổn định lâu dài. Để có thể hóa giải những vận xấu thì thầy phong thủy khuyên người tuổi Tỵ hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp bản mệnh xua đuổi hung tinh vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ người tuổi Tỵ suốt một năm 2021.
Chi tiết tử vi 2021 cho từng tuổi Tỵ. Thứ nhất, tử vi 2021 tuổi Quý Tỵ, sinh năm 1953, trường Lưu Thủy, lần cục diện tam hợp thái tuế, báo hiệu Tân Sửu sẽ là năm có nhiều may mắn cho tuổi Quý Tỵ. Mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn, bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập két thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có nhiều biến động, người tuổi Quý Tỵ nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Thứ hai, tử vi 2021 tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, phú đăng hỏa. Năm 2021 là một năm thuận lợi đối với người tuổi Ất Tỵ. Trong công việc, nhờ kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm, bản mệnh có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu là người làm đầu tư, kinh doanh, tuổi Ất Tỵ có thể tạo được nhiều mối quan hệ với các đối tác, mở ra cơ hội làm ăn, phát triển cho công ty của mình. Tuy nhiên, bản mệnh không nên tính toán, so đo quá nhiều chuyện được mất. Nếu không dễ vướng vào chuyện làm ăn phi pháp hoặc ảnh hưởng đến tình hình sức khỏe, hãy cố gắng hết sức mình và thỏa mãn với những thành quả do chính bàn tay mình tạo nên. Thứ ba, tử vi 2021 tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, sa trung thổ. Người tuổi Đinh Tỵ sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình trong năm 2021. Bản mệnh có thể đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước, thậm chí có bước ngoặt trong sự nghiệp khiến mọi người ngưỡng mộ. Phương diện tiền bạc cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu trước đó bản mệnh phải cố gắng nhiều mới có được cuộc sống đầy đủ, thì nay đã có thể làm ăn có lãi, được hưởng nóng, được thưởng nóng, tăng lương. Quan hệ xã giao thuận lợi cũng là một trong những nhân tố giúp bản mệnh đạt được nhiều thành công trong cuộc sống thuận lợi hơn. Thứ tư, tử vi 2021 tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, đại lâm mộc. Trong năm 2021 là năm thuận lợi đối với người tuổi Kỷ Tỵ. Dưới tác động của cục diện tam hợp, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, thậm chí gặp gỡ được quý nhân, khiến công việc đã thuận lợi lại càng trở nên trôi chảy hơn. Chuyện đầu tư, kinh doanh cũng mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, tạo động lực để người tuổi Kỷ Tỵ cố gắng hơn nữa. Đặc biệt, trong năm nay, bản mệnh nên chú ý phát huy điểm mạnh của mình. Như vậy, sẽ dễ dàng gây ấn tượng cho mọi người xung quanh, đem lại tác động tích cực cho cả sự nghiệp và tình duyên. Thứ năm, tử vi 2021 tuổi Tân Tỵ, sinh năm 2001, Bạch Lạp Kim. Về cơ bản, năm Tân Sửu là một năm khá yên bình đối với người tuổi Tân Tỵ. Mọi mặt trong cuộc sống của bản mệnh đều có những bước phát triển nhất định. Nếu không ngừng cố gắng, tập trung cho nhiệm vụ của mình thì bản mệnh sẽ đạt được thành tích xuất sắc trong việc học, đồng thời có cơ hội được thực tập, làm việc để rèn luyện bản thân. Tình hình tài chính nói chung ổn định, nguồn tiền chủ yếu đến từ các công việc làm thêm cũng như tiền trợ cấp của cha mẹ, người lớn trong nhà. Các mối quan hệ xã giao phát triển ổn định, bản mệnh có thể làm quen với một vài đối tượng đem lại tác động tích cực trong lĩnh vực học tập và sự nghiệp sau này. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Tỵ. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau.